Annyeong, annyeonghaseyo, xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta cùng nhau tiếp tục với series lắp ráp câu trong tiếng Hàn nhé. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài số 2. Bài số 2 của chúng ta ngày hôm nay sẽ là cách ráp câu tôi đang làm cái gì đó. Các bạn sẽ có tôi đang làm một cái gì đó trong tiếng Hàn sẽ tương ứng với cấu trúc là các bạn sẽ có động từ cộng với cô ita. Các bạn lưu ý nhé, động từ cộng với cô ita mang nghĩa là đang làm một cái gì đó. Và chúng ta sẽ có động từ khi mà lắp ráp vào câu ấy, các bạn nhớ bỏ ta đi. Các bạn nhớ bỏ ta đi và gắn với cô ita. Và cô ita khi mà các bạn chia theo đuôi câu, các bạn có thể sử dụng với đuôi câu lịch sự trang trọng là đuôi 있습니다. Có thể nói là cô 있습니다. Hoặc các bạn sử dụng với đuôi yo là một đuôi thân mật lịch sự trở thành là cô 있어요. Như vậy, các bạn ghi nhớ nhé, động từ cộng với cô ita, các bạn có thể chia thành cô 있습니다 hoặc cô 있어요. Đơn giản thôi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ có ví dụ đầu tiên nhé. Ví dụ các bạn nói rằng tôi muốn ăn cơm. Thì cái động từ ăn cơm trong tiếng Hàn là 밥을 먹다. 밥을 먹다. Và các bạn nói rằng tôi đang ăn cơm. Các bạn sẽ nói như sau. 밥을 먹고 있습니다. 밥을 먹고 있습니다. Tôi đang ăn cơm. Hoặc các bạn nói sử dụng với đuôi 요 sẽ là 밥을 먹고 있어요. 밥을 먹고 있어요. Tôi đang ăn cơm. Như vậy, các bạn lưu ý, các bạn thấy động từ đây là 먹다. Các bạn bỏ ta đi và gắn cô 있다 vào gốc của động từ. Và chúng ta sẽ có 밥을 먹고 있습니다. Hoặc 밥을 먹고 있어요. Khi dịch ra tiếng Việt, nó đều mang nghĩa là tôi đang ăn cơm. Tiếp theo, khi các bạn muốn nói rằng tôi đang học bài, thì cái từ động từ học bài trong tiếng Hàn là 공부하다. 공부하다 mang nghĩa là học bài. Các bạn sẽ có một câu hoàn chỉnh như sau: tôi đang học bài. Các bạn có thể nói 저는 공부하고 있어요. Hoặc 저는 공부하고 있습니다. Có thể lựa chọn một trong hai cách nói đều được nhé. Và mình lưu ý rằng trong tiếng Hàn thì khi nói người ta có thể lược bỏ chủ ngữ đi. Các bạn có thể sử dụng 저는 hoặc không cần sử dụng 저는 cũng được. Các bạn chỉ cần nói rằng 공부하고 있습니다 hoặc 공부하고 있어요. Tôi đang học bài. Một cái ví dụ thứ ba khi các bạn muốn nói rằng tôi đang đọc sách thì các bạn sẽ có động từ đọc sách trong tiếng Hàn là 책을 읽다. 책을 읽다. Có nghĩa là đọc sách. Thế thì tôi đang đọc sách, các bạn sẽ lắp ghép như sau. 저는 hoặc không cần sử dụng 저는 cũng được. 책을 읽고 있어요. Hoặc 저는 책을 읽고 있습니다. Như vậy các bạn sẽ có cái từ ita này. Ita khi mà các bạn bỏ ta đi gắn với cô ita ấy, cô ita ấy, thì các bạn cần chú ý các bạn đọc giữ lại một cái phụ âm dưới để đọc và các bạn phát âm là il cô isumnida. Il cô isumnida hoặc il cô ship il cô isayo. Như vậy nhá. 책을 읽고 있습니다. Hoặc 책을 읽고 있어요. Tôi đang đọc sách. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái ví dụ nữa khi các bạn muốn nói rằng tôi đang thi là đang làm bài thi thì trong tiếng Hàn thi có nghĩa là 시험 보다. 시험 보다. Thế thì các bạn nói tôi đang thi, các bạn sẽ có một câu hoàn chỉnh như sau. 저는 시험 보고 있습니다. 저는 시험 보고 있습니다. Hoặc các bạn sử dụng với đuôi 요. 저는 시험 보고 있어요. 저는 시험 보고 있어요. Tôi đang thi. Đơn giản thôi đúng không? Động từ 시험 보다, các bạn bỏ ta đi, gắn cô ita vào gốc của động từ. Và tùy thuộc đối tượng các bạn giao tiếp, các bạn có thể sử dụng là 고 있습니다 để thể hiện cái sự lịch sự trang trọng hơn. Hoặc các bạn sử dụng với cái đuôi thân mật hơn, đó là đuôi 요, có thể là 고 있어요. Tùy thuộc vào đối tượng và cái tình cảm thái độ mà các bạn muốn dành cho người ta nhé. Tiếp theo một cái động từ nữa đó là gì nhỉ? Làm việc. Các bạn muốn nói rằng tôi đang làm việc. Thì trong tiếng Hàn động từ làm việc là 일하다. 일하다 mang nghĩa là làm việc. Thế thì bạn muốn nói rằng
Tôi đang làm việc. Bạn sẽ nói như sau. 저는 일하고 있습니다. 저는 일하고 있습니다. Tôi đang làm việc. Hoặc các bạn sử dụng với đôi yo. 저는 일하고 있어요. 저는 일하고 있어요. Tôi đang làm việc. Như vậy, 일하다. Các bạn bỏ tà đi, gắn cô ý tà vào gốc của động từ. Tiếp theo, các bạn muốn nói rằng tôi đang chơi game. Đang chơi game thì cái từ chơi game ấy trong tiếng Hàn là 게임을 하다. 게임을 하다 có nghĩa là chơi game. Tôi đang chơi game, các bạn sẽ lắp ráp như sau. 저는 게임을 하고 있습니다. 저는 게임을 하고 있습니다. Tôi đang chơi game. Hoặc các bạn sử dụng với đôi yo. 저는 게임을 하고 있어요. 저는 게임을 하고 있어요. Tôi đang chơi game. Các bạn đã biết cách lắp ráp chưa? Chỉ cần nhớ là động từ bỏ tà đi, gắn cô ý tà vào gốc của động từ là được thôi. Tiếp theo một cái động từ nữa là gì nhỉ? Ví dụ các bạn muốn nói rằng tôi đang nghe nhạc thì các bạn sẽ có động từ nghe nhạc trong tiếng Hàn là 음악 듣다. 음악 듣다 mang nghĩa là nghe nhạc. Thế thì các bạn nói rằng tôi đang nghe nhạc, các bạn sẽ lắp ráp như sau. 저는 hoặc các bạn bỏ cái từ 저는 đi cũng không sao cả. 음악을 hoặc là 음악 듣고 있습니다. 저는 음악 듣고 있습니다. Tôi đang nghe nhạc. Hoặc 저는 음악 듣고 있어요. 저는 음악 듣고 있어요. Tôi đang nghe nhạc. Tiếp theo khi các bạn muốn nói rằng tôi đang dọn dẹp thì cái từ dọn dẹp trong tiếng Hàn là 청소하다. 청소하다 mang nghĩa là dọn dẹp. Thế thì các bạn sẽ có cách lắp ráp như sau. 저는 청소하고 있습니다. 저는 청소하고 있습니다. Tôi đang dọn dẹp. Hoặc các bạn nói rằng 저는 청소하고 있어요. 저는 청소하고 있어요. Tôi đang dọn dẹp. 청소하다. Các bạn bỏ tà đi, gắn cô ý tà vào gốc của động từ. Và khi mà các bạn nói thì các bạn có thể sử dụng với đuôi nì đà hoặc là đuôi yô tùy thuộc các bạn nhé. Một ví dụ cuối cùng nữa, khi mà các bạn muốn nói là tôi đang tập thể dục thì cái động từ trong tiếng Hàn tập thể dục sẽ là 운동하다. 운동하다 mà nghĩa là tập thể dục 운동하다. Thế thì khi các bạn lắp ráp câu các bạn sẽ có là 저는 운동하고 있습니다. 저는 운동하고 있습니다. Tôi đang tập thể dục. Hoặc các bạn sử dụng với đuôi yo là 저는 운동하고 있어요. 저는 운동하고 있어요. Tôi đang tập thể dục. Như vậy các bạn thấy rằng 운동하다 các bạn cũng bỏ tà đi và gắn cô ý tà vào gốc của động từ. Qua những ví dụ trên các bạn hoàn toàn có thể thấy rằng cái việc lắp ráp này là đơn giản thôi. Động từ bỏ tà đi, gắn cô ý tà vào gốc của động từ và tùy thuộc các bạn có thể sử dụng với cái đuôi lịch sự trang trọng là cái đuôi mà bi읍니다, sưm니다. Hoặc các bạn sử dụng cái đuôi thân mật hơn nhưng vẫn giữ được sự lịch sự, các bạn sử dụng với đuôi yo. Như vậy nhá, có thể nói là tôi đang làm một cái gì đó thì các bạn sẽ có động từ cộng với cô있습니다 hoặc động từ cộng với cô 있어요. Để có thể ghi nhớ tốt ấy, thì các bạn hãy lấy thêm cho mình nhiều những ví dụ khác nữa nhá. Các bạn thử suy nghĩ xem mình đang làm cái gì và các bạn muốn nói như thế nào thì các bạn hãy đưa những cái động từ đó lắp ráp vào trong câu và các bạn hãy luyện tập nói nhiều nhé để chúng ta có thể ghi nhớ, có thể tự tin nói, có thể phản xạ lại khi nghe ai đó hỏi bạn đang làm cái gì. Vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn cách ráp câu trong tiếng Hàn, cách nói tôi đang làm một cái gì đó. Ngữ pháp này thì không khó một chút nào cả. Các bạn hoàn toàn có thể nghĩ xem mình đang làm cái gì. Mình sau đó là các bạn lắp ghép những cái động từ đó vào trong câu và các bạn hoàn toàn có thể nói được nhé. Đây là một ngữ pháp khá là đơn giản và các bạn có thể áp dụng thực tế trong giao tiếp hàng ngày để nói về các hoạt động, nói về sinh hoạt của mình.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ mình phát triển kênh nhé. Cũng như là để đón xem những video sau nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 여러분 안녕.